Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja 2 FX SE Cộng 2009 bổ sung thêm công nghệ Superbike. Kawasaki Ninja 2 FX SE Cộng 2009 là phiên bản Sport Touring bổ sung của mô hình Ninja 2 FX trước đó, với thiết kế tương tự và cũng sở hữu cái khối động cơ là siêu tăng áp mạnh mẽ, khiến em nó nằm trong cái sự lựa chọn hàng đầu với những tính độ mở tốc độ. Đi kèm với nó là những nâng cấp trang bị giúp cải thiện hiệu suất lái xe tốt hơn. Và ở cái bản cập nhật mới, mô hình Ninja 2 FX SE Cộng 2009 vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, chỉ hiệu chỉnh một số chi tiết nhằm nâng cao hiệu sức dụng cho cái năm 2009. Màu sắc duy nhất của Ninja 2 FX SE Cộng là cái màu sáp ánh kim kết hợp với đen ánh kim và xanh lá ngọc lục bảo. Tương tự phiên bản năm 2008, Ninja H2 FX SE Cộng 2009 vẫn giữ lại hàng loạt những công nghệ mới như cái đèn pha tự động thay đổi góc chiếu, cái bảng đồng hồ với cái màn hình LCD màu, cái có động cơ là 4 xanh 998 cc siêu nạp với công suất là 270 lực, cùng mô men xoắn cực đại 137 Nm. Các bản nâng cấp bao gồm hệ thống keo điện tử Kawasaki KECS, mặt trước là cái bộ giảm sóc Showa 43mm, hệ thống keo phía sau Showa BFAC Light, giống với hệ thống treo được dụng trên cái dòng Ninja ZX-ER-209 có thể tự điều chỉnh tại trước điện tử. Và bên cạnh đó là cái sự xuất hiện của hàng loạt những trang bị cao cấp như những cái dòng là Superbike hàng đầu thế giới hiện nay, dễ dàng nhận ra cái cặp heo phanh của Rambo M50 Salema thời mới nhất ở bánh trước, tương tự như cái chiếc Ducati Bagley V4 và Ninja 2 209. Nâng cấp tiếp theo dành cho cái phiên bản Ninja 2 FX SE Cộng 2009 đó là hỗ trợ 4 chỗ lái khác nhau bao gồm Sport, Cross, Grand và Raider. Người dùng có thể cài đặt theo ý muốn. Cái bản đồng hồ có khả năng kết nối với điện thoại thông minh để theo dõi các thông tin về cái tình hình hoạt động của Ninja 2 FX SE Cộng. Sử dụng Reader's Logi App, một cái chức năng công cụ có thể truy cập được, đăng nhập và xem lại. Cuối cùng, cái điểm nổi bật trên Ninja H2 FX SE Cộng 2009 tự sơn có cái độ bền cao của Kawasaki. Loại sơn mới này có lớp phủ đặc biệt cho phép một số vết chày xước tự sửa chữa. Việc tự chữa bệnh đạt được thông qua các phân đoạn mềm và cứng trong cái lớp phủ làm việc giống như cái lò xo hóa học, cho phép tự sơn hấp thụ tác động. Và giá bán cùng điểm bán ra của Kawasaki Ninja H2 FX SE Cộng 2009 hiện chưa được công bố. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của Kawasaki Ninja H2 FX SE Cộng 2009. Cái động cơ là 4 thì 4 xanh DOC 4 bàn làm mát bằng chất lỏng với dung tích 998 cc, hệ thống siêu nạp, đường kính với hành trình piston 76 nhân cho 55mm, cái tỷ số nén 11.2:1, học sinh cấp. Những trang bị công nghệ hệ thống trang điện tử Kawasaki KECS, hệ thống xử lý trong cua Kawasaki KCMF, kiểm soát lực kéo KTIC, hệ thống chống bó cứng phanh thông minh KIBF, Kawasaki Twister KWS 2 chiều, cái trợ lực Harlin điều khiển điện tử đèn LED theo góc cuộn vân, hệ thống treo trước Showa hành trình ngược với đường kính là 43mm, hệ thống treo sau Showa BFAC Light, lớp trước 120/70 ZR17 58W, lớp sau 190/55 ZR7 75W, phanh trước là phanh đĩa kép với hiệu của Rambo Bumix với cái đường kính đĩa phanh là 330mm, cây ABS ABS. Phanh sau là phanh đĩa đơn với đường kính là 250mm, cây ABS, ABS. Cái khung xe Julius thép cường lực độ cao, kích thước dài nhưng rộng nhưng cao lực 2136 nhân cho 775 như 1260mm, khoảng sáng dầm 130mm, chiều cao yên xe 835mm, chiều dài cơ sở 1481mm, trọng lượng 262kg, dung tích bình xăng gần 19 lít.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng tiếp nhớ like, subscribe.